Đồ Gỗ Đức Hiền xin kính chào quý vị. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 7, mùng 1 tháng 7 năm 2016. Và chúng tôi đang đóng gói chiếc tủ chùa bầu cho để chuyển vào Sài Gòn cho anh Đắc. Thì trong khi đang đóng gói thì tôi cũng hướng dẫn cái cách lắp luôn cho anh Đắc nắm được. Tôi nhớ là có lần chúng tôi đã từng hướng dẫn rồi. Thế thì đây trong khi chúng tôi đóng gói là hai chiếc thùng, hai cái 1/3 của tủ là ốp vào nhau như thế này. Thế còn bên kia là bây giờ tôi đi vào trong để hướng dẫn anh. Tức là đây là cái bệ của cái tủ chùa bầu, và khi lắp lên thì là ở 1/3 bên này chúng tôi đã gắn vào nhau, 1/3 bên kia đã gắn vào nhau, chỉ còn lại phía đằng sau là chiếc hậu tủ và đằng trước là chiếc cánh tủ. Bên trên là thì sau khi mà cho cái 1/3 tủ vào đây thì lắp một cái 1/3 tủ vào đây thì dưới này lên nó sẽ có một cái xà chừng độ cách lên 20 phân là cái xà ngăn kéo, thì lắp cái xà vào. Và đằng bên kia thì cũng có xà hậu đã có dấu rồi, ba chiếc xà hậu có đánh dấu, cứ theo dấu mà lắp vào, cứ chọc thẳng của tôi không phải làm gì, xong đưa sang cái 1/3 kia vào và từ từ lựa. Đến lúc nó đã tương đối khít rồi thì là cài đây thì cài cái vành mai này vào. Cái vành mai này là ở hai bên, là ấp vào hai bên, và cái mộng này thì mộng thúc và phải thiết kế là tương đối chặt, nó không vào sẽ có vẻ là khó khăn. Đây ở chỗ này, đây khi trước mộng thúc vào, khi mộng thúc đã khó khăn, và khi mà quý vị mà lắp cái này thì là tháo cái miếng này ra. Đây có một con vít đây, chúng tôi đang bắt tạm thôi, tháo ra để dùng búa kê một cái miếng gỗ nhỏ chỗ này, gõ búa mạnh vào đây, ở hai bên cứ như vậy. Nếu mà có dụng cụ chuyên dùng là cái vam thì kéo nhẹ một cái là vào luôn, chỉ có như vậy thôi. Sau khi xong thì lắp cái đây, chú lấy cái chương ở đây. Sau khi lắp xong cái vành mai này thì lắp đến cái nóc này. Đây, ví dụ lắp xong vành mai nhé, thì là đặt cái nóc này từ trên xuống. Đấy, đặt trên. Cái này thì rất đơn giản, lắp từ trên, và trong khi để làm cho khít thì đánh mạnh cái búa vào đây là xong. Và bên trên cùng là một cái chương, chú mang cái chương đây. Không, chương đằng sau kìa. Sau khi lắp xong cái nóc thì cái chương đây nó có mấy cái lỗ ở đây. Có cái chốt. Quý vị chỉ việc đặt vào là xong. Đây. Và có cái dây thép. Có cái dây thép để buộc bảo hiểm, tức là không có dây thép nó đã được rồi, nhưng mà cẩn thận thì có cái dây thép buộc cầm đằng sau thì cái chương nó rất là cao, để phòng nhỡ mèo nhảy hay là trẻ con nghịch, cho nên làm rất cẩn thận rồi. Thế tiếp khung cánh giữa, và sau đó lắp khung cánh kính ở giữa, thì trong khung cánh thì chúng tôi đã để sẵn cái chốt đấy rồi. Đây, lúc đấy lắp thì quý vị phải rút cái chốt này ra, xong là phải rút cái chốt đầu này ra. Đây, và cánh gương, đây cái cánh gương tôi đang bọc đây, cánh gương sẽ lắp vào giữa. Và này, cái này đi góc quay chung, cái này chú phải tháo ra, cái này phải tháo lại ra. Hiện nay trong này chúng tôi là đang tháo mấy cái miếng ô, cái đợt mỹ thuật trong này, nhưng mà lúc này đã buộc rồi, nhưng có lẽ chúng tôi sẽ phải tháo ra để bọc lại chiếc đợt bé bên trong này, không đi đường nó lọc ọc. Tháo ra. Và báo cáo quý vị là các cái cánh này là chúng tôi làm cũng tương đối là bén và chặt. Và hiện nay đang, nếu như quý vị khi nào sau này dùng mà thấy chặt ấy, thì chúng ta bôi cái nến vào, các cái diềm này. Và trước khi ấy tủ cho kê cho cân thì nó và nếu như là cái tủ kê cân thì cánh mở rất nhẹ nhàng. Còn nếu tủ mà kê chưa cân thì nó sẽ bị nặng. Đây, những cái ngăn kéo này chúng tôi cũng đã bôi nến hết rồi.
Và cái sản phẩm đây là đang cái này bỏ được riêng. Làm giả cổ. Cái này bọc riêng à? Không, bọc ấy vào, bọc cái bìa giấy vào, cho vào trong cũng được. Cho trong đúng chỗ đấy để cho khách hàng dễ. Và bây giờ hôm nay đang cận cảnh đứng ở bên dưới này, tôi quay để quý vị thấy là đường nét thì hết sức là tinh xảo. Nhá, như này một tờ này thôi nhá. Này, bác Duyên, tí nữa các cái này đều bọc bìa nhá, ở trong này cho nó khỏi lung tung nhá. Vâng. Khỏi lọc sọc, bọc bìa dày dày vào. Như vậy là cái phần hướng dẫn lắp ráp thì tôi nhớ là có lần tôi đã hướng dẫn rồi, lần này là hướng dẫn lại cho anh Đắc thôi. Và cũng là để báo cáo với khách hàng là đang đóng gói để khách ở trong Sài Gòn là yên tâm. Các hình ảnh tôi đang quay là quay tại tầng 1 khu A của đồ gỗ Đức Hiên. Và bên kia là khu B của chúng tôi. Chúng tôi trân trọng kính mời quý khách bớt chút thời gian về đồ gỗ Đức Hiền tại làng Mộc Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị.